Hello, xin chào cả nhà. Rồi, em bán vui 5 con này 1 triệu nha. Bao full chức năng luôn. Về là bán bao lãi luôn. Full chức năng đẹp green luôn nha. Đây, một em Casio dây đề mi nè. Đó. Nguyên green luôn nha. Rồi, đang chạy nhà mầm luôn nha, đẹp luôn nha. Rồi, một em Casio Baby G nè. Đó, đầy đủ chức năng luôn nha. Đó, đèn nè. Đó. Này mua về con cháu đeo hoặc em gái đeo là bài bản luôn. Đây, sản xuất Hàn Quốc nha cả nhà. Korea. Đó, nguyên green. Về là xài thôi nha. Em không phải bán vui này, thật sự là bán nhanh để lấy vốn nhập lô khác nha cả nhà. Đó. Hai con nha. Rồi. Một em Saibit Nhật nha. Đó, chuông đồ đầy đủ luôn. Chuông đèn đầy đủ luôn nha. Đây. Đèn đây. Tại đang trời sáng không thấy. Đó. Cái này dơ lấy bụi chà. Mới vừa về luôn nha cả nhà. Em lựa ra em bán nhanh để lấy vốn để nhập lô khác nha. Da xít nè. Đó, nội địa Nhật nè. Size to luôn nha, đẹp green luôn. Rồi một em Casio Baby G nè. Đó, đầy đủ chức năng luôn nha cả nhà. Đó, hình phiên bản cá heo luôn. Đó, đèn chuông đầy đủ. Đó, đầy đủ luôn. Con này để coi sản xuất ở Nhật luôn nha cả nhà. Đây, Japan nha. Nhật luôn, đầy đủ chức năng luôn. Về chỉ việc đeo thôi. Hết rồi mình có thể lên dây NATO, tại vì nó có hai cái bè nè, lên dây NATO, còn không để dây riêng luôn nha. Đây, rồi một em Casio hai máy luôn, cũng Baby G luôn nha, quay scepter đồ nội địa Nhật nè, sản xuất Thái Lan nè, chạy hai máy vừa kim vừa điện tử xịn sò luôn, em bán vui thôi. Đèn chuông đầy đủ luôn nha. Đó, có đèn đèn trắng. Đèn trắng xịn sò luôn nha cả nhà. Bao sáng luôn. Rồi. Quá đẹp. Năm con này nếu ai mua về bán lại cũng bao lãi luôn á. Danh dự luôn. Đây. Rồi, năm con full chức năng nha cả nhà. Em bán vui, năm con này 1 triệu. Chuyển khoản full bao ship. Rồi, em chào cả nhà nha.